Thắng làm vua, thua thì tung ảnh ít ít. Nguyễn Hồng Nhung được xem như người phụ nữ đầu tiên trong showbiz Việt dính phải nạn scandal tình ái dính líu tới ảnh khỏa thân và tai tiếng đời tư trầm trọng. Đến tôi còn khâm phục sức mạnh của cô gái này, mạnh mẽ vươn lên không ai nghi lại được. Sau này khi sang Mỹ, con trai cô bị tự kỷ, con gái cô lại bị cha mình, cũng là bạn trai thứ hai của cô ruồng bỏ. Cuộc đời tưởng chừng như tuyệt vọng của nữ ca sĩ Mai là có sự nghiệp kéo lại và lực hẳn sang trang mới. Con ghẻ quốc dân nhưng khi sang hải ngoại lại là con cưng của hai trung tâm lớn là Asia và Thúy Nga, được các trung tâm nâng đỡ hết mực. Mới chân ướt chân ráo sang 2 năm mà đã có 3 album được tung ra đón nhận nồng nhiệt. Điều đó chứng tỏ sức hút của nữ ca sĩ vô cùng đáng gờm. Đầu năm 2010, Hồng Nhung nên duyên cùng em trai của TG Phương Trinh, vợ của ca sĩ Bằng Kiều, cũng là người đỡ đầu của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi sang hải ngoại, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Từ đó kết thúc những mối tình vỡ lỡ mà lúc nào nữ ca sĩ cũng đứng ở phía bị tổn thương. Nếu tìm hiểu trên mạng xã hội, chắc hẳn chỉ được vài dòng tóm tắt kể lại những lùm xùm của nữ ca sĩ mà thôi. Hôm nay tôi sẽ vừa tóm tắt, vừa nêu ra những mặt trái khó khăn của cô trong những ngày tháng tăm tối và khổ sở nhất. Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981. Cô là một ca sĩ được biết đến khi dự thi chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2004 tại Việt Nam. Nữ ca sĩ từng học thanh nhạc chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nói về lịch sử ca hát, Hồng Nhung từng là thành viên ban nhạc Mùa Xuân. Lúc tham gia cuộc thi, nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm hơn hết của khán giả xem chương trình. Tuy nhiên, sự quan tâm đó không phải do giọng ca tiếng hát mà là do tai tiếng về tình ái. Người tình cũ của Nguyễn Hồng Nhung tên là Lê Vĩnh Thắng đã tố cáo cô đã lấy số tiền 90.000 đô la Mỹ của anh để tiêu xài và lo cho việc chạy đua vào vòng trong của giải Sao Mai. Khi tin tức mới tung ra, có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều nên không ai đủ bình tĩnh để phân tích vấn đề. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người tình tên Thắng kia, nếu bị một người lừa gạt số tiền lớn, động thái đầu tiên hẳn là nhờ đến pháp luật. Nếu anh ta chọn cách công khai trước báo chí và dùng dư luận, có khả năng số tiền đó không phải vay mượn hoặc chiếm đoạt mà có cách thỏa thuận nào đó giữa cả hai. Sóng gió cứ liên tiếp kéo tới khi vài ngày sau tin đồn chiếm đoạt tiền, trên mạng Internet xuất hiện những tấm ảnh khỏa thân của Nguyễn Hồng Nhung. Trong khi trả lời phỏng vấn báo chí chính thống, Lê Vĩnh Thắng vô cùng bình tĩnh khẳng định chính mình đã đưa ảnh khỏa thân của Hồng Nhung ra trước công chúng để phanh phui lối sống sa đọa của cô nàng. Phải hận một người phụ nữ đến mức nào thì người đàn ông này mới dùng đến cách thức tiêu cực như thế với một người phụ nữ. Coi như trong cái rủi có cái may, sau scandal đó mà so với các thí sinh Sau Mai Điểm Hẹn khác, Nguyễn Hồng Nhung đã trở nên nổi tiếng hơn, nhiều show mời diễn và được sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên chẳng ai muốn nổi tiếng theo cách này cả, ca sĩ Hồng Nhung cũng vậy. Người ta nói đỏ bạc thì đen tình, dường như Hồng Nhung phải đánh đổi cho sự nghiệp bằng sự lênh đênh trong tình cảm. Năm 2005, Nguyễn Hồng Nhung vướng vào một vụ lùm xùm khác do một người phụ nữ tố cáo nữ ca sĩ sống chung bất hợp pháp với con trai bà. Đi kèm với sự tố cáo đó là những hình ảnh, bằng chứng, nhân chứng về ngôi nhà nơi cả hai thuê sống chung. Khán giả lúc đó đều cảm thấy Hồng Nhung quá lận đận, bởi vì mẹ của người yêu phản đối, phỉ báng đã đành. Đằng này anh ta cũng hùa theo mẹ mình mà tung ảnh nhạy của nữ ca sĩ lần nữa để giúp mẹ mình chứng minh rằng Hồng Nhung là người có hành vi vô đạo đức và đầy tai tiếng. Anh ta nói rằng mình đã bị ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung lừa tình và tiền. Còn Nguyễn Hồng Nhung thì nói rằng ông là Lê Vĩnh Thắng thứ hai. Nếu phân tích vấn đề một chút, từ ban đầu đã thấy người mẹ đã quá mức vô lý khi nói rằng nữ ca sĩ đã vi phạm luật hôn nhân gia đình khi sống chung bất hợp pháp. Cả hai khi đó đều trên 18 tuổi và nhận thức được hành vi của mình. Nếu thực sự đem ra tòa thì người vi phạm có cả người đàn ông kia chứ không riêng Hồng Nhung. Hồng Nhung từng chia sẻ về cuộc đời. Cô sinh ra trong một gia đình ở miền Bắc. Gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ Hồng Nhung đã phải có tính tự lập, luôn nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì để có tiền lo cho gia đình. Nỗ lực của cô luôn gấp hai người khác khi 5 tuổi đã đi hát. Nhưng sợ gia đình không ủng hộ việc theo học nghệ thuật nên nữ ca sĩ phải cố gắng gấp đôi để học cả hai ngành. Khi nhỏ cô được mẹ cho đi học múa vì dáng khá mẫm mỉm. Tuy nhiên ai ngờ cơ duyên ca hát bắt đầu từ đó mà cô không hay. Hồng Nhung luôn bị lớp học ca hát bên cạnh thu hút. Mỗi lần tới giờ học múa là cô lại trốn qua lớp học hát để xem thầy Nguyên Hà dạy. Thấy cô gái nhỏ cứ đứng lấp ló mãi thì thầy Nguyên Hà cũng phải gọi cô vào để cô hát thử.
Ngạc nhiên với giọng hát và niềm yêu thích của cô, giáo viên đã nói chuyện riêng với mẹ nữ ca sĩ để năng khiếu của cô không bị mai một. Duyên sân khấu của cô được bộc lộ từ nhỏ khi liên tục được các đài truyền hình và chương trình ca nhạc mời lĩnh sướng, solo và đơn ca. Ít ai biết khi vừa vào mẫu giáo thì Hồng Nhung đã trở thành một ngôi sao nhí. Hồng Nhung từng học nghề thiết kế nội thất để bản thân lỡ như sau này không có duyên ca hát. Nhưng chính nữ ca sĩ cũng không ngờ sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, cô gắn bó với nghề chục năm trời. Nhiều người hâm mộ nghĩ rằng, với một scandal lớn trong cuộc đời như vậy, nếu là một người con gái khác có lẽ đã không gánh chịu nỗi ác ý và dư luận của những người xung quanh mà buông xuôi, nghĩ đến chuyện tiêu cực hoặc bỏ nghề. Nhưng chính tính cách cuột cường của nữ ca sĩ chính là điều khiến khán giả càng thêm ủng hộ cô. Một cô gái lúc bấy giờ còn rất trẻ, không chịu để dư luận chôn vùi bản thân mà luôn tìm cách vươn lên và giữ cái lửa với niềm đam mê của mình. Trong thời gian vướng phải những lùm xùm trên, nữ ca sĩ lúc nào cũng sống trong những ánh mắt cay nghiệt của cuộc đời. Nhưng sau này nhìn nhận lại, Hồng Nhung nói rằng mọi việc trên đời đều có hai luồng dư luận đồng tình và không đồng tình. Cô không cách nào dập tắt được những tiêu cực của những người ghét mình ngoài kia. Tuy nhiên bản thân cô lại có thể chọn cách sống thanh thản cho mình và bỏ ngoài tai những sự chỉ trích để có cuộc sống tốt hơn. Những lý luận đó tất nhiên một Hồng Nhung hiện tại đã trải qua vô số sóng gió cuộc đời có thể lĩnh ngộ và áp dụng. Tuy nhiên khi là một cô gái trẻ ở những năm quá khứ, cô không tài nào có thể suy nghĩ thấu đáo như thế. Hồng Nhung cảm thấy lúc đó cả thế giới sụp đổ vì tất cả những gì bản thân hao tâm tổn sức gây dựng đều bị đánh mất bởi sự cả tin vào một người đàn ông. Nữ ca sĩ lúc đó chưa biết yêu thực sự là thế nào đối với cô. Khi hai người ở bên nhau thì cô tin tưởng họ. Nhưng chính sự tin tưởng đó đã khiến cô phải trả đắt. Gia đình Hồng Nhung sống ở miền Bắc, nơi rất quan trọng truyền thống lễ giáo. Cô buồn vì bao nhiêu năm phấn đấu học tập để cha mẹ được hãnh diện và nở mặt nhưng trong phút mốt tan biến hết vì một người đàn ông. Chính người thân là nguồn động lực lớn nhất giúp cô đứng lên. Cô không muốn cứ đổ lỗi hoàn cảnh rồi sa sút khiến cho cha mẹ phiền lòng. Có một đoạn thời gian Nhung gặp phải trầm cảm nhẹ, luôn nghi ngờ bản thân và cuộc sống, nhất là với đàn ông. Tổn thương tâm lý cô gặp phải còn lớn hơn nhiều những tổn thương thể xác có thể lành. Dù sau này cô kết hôn và sinh con cùng em trai của nữ ca sĩ Trizy Phương Trinh nhưng Hồng Nhung thừa nhận, chưa lúc nào cô quên được những ám ảnh khi xưa. Hiện tại Nhung là một người mẹ đơn thân nhưng luôn lạc quan vào cuộc sống này. Cô chia sẻ dù chia tay nhưng giữa cô và chồng chỉ không phù hợp về văn hóa do chồng cô lớn lên ở Mỹ. Nhưng về cá nhân thì họ không có xích mích gì. Thậm chí chồng cô rất tốt, ban đầu rất yêu thương và không quan tâm đến quá khứ của nữ ca sĩ nên hai người mới kết hôn được với nhau. Thật ra Nhung có một cậu con trai và một đứa bé gái. Nhưng con gái của Hồng Nhung hiện tại không phải của cô và chồng, mà là con của cô và bạn trai mới sau khi ly hôn. Nhung chỉ có một đời chồng duy nhất, dù sau này bạn trai có ngỏ ý cầu hôn nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa sẵn sàng tiến vào cuộc sống hôn nhân lần nữa. Quyết định của cô cũng có phần đúng, hoặc giả số mệnh của cô đã định sẵn không có duyên về tình cảm. Đứa con trai của cô ban đầu mắc bệnh tự kỷ, bạn trai cũ đã hết lòng cùng cô chăm sóc đứa con đó. Nhưng đến khi cô cùng bạn trai có chung một đứa con gái thì mọi chuyện không hiểu sao lại đảo ngược. Cả gia đình bạn trai cô dọn về Việt Nam định cư, đã 5 năm rồi, họ không hề có một liên hệ nào để hỏi thăm về đứa trẻ. Hồng Nhung thừa nhận cô rất thương đứa trẻ này. Tuy không có cách nào bù đắp tình thương của một người cha, nhưng cô sẽ cho con mình nhiều sự quan tâm chăm sóc nhất có thể. Trải qua nhiều sóng gió tình cảm, nữ ca sĩ đã học cách nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân tốt hơn, biết đặt trái tim đúng chỗ và sống cho những người mình yêu thương. Điều bù đắp tốt nhất là khi sang Mỹ, cô được đông đảo khán giả đón nhận nồng nhiệt khi 2 năm đã ra tới 3 album cháy hàng. Hai trung tâm lớn ở hải ngoại là Asia và Thúy Nga cũng vô cùng dốc sức lăng xê Hồng Nhung. Nữ ca sĩ phát triển toàn bộ đau thương biến thành động lực để gia đình nhỏ là những đứa con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Đồng thời dùng lời ca để đáp lại tình cảm của người hâm mộ để Hồng Nhung có được cuộc sống hiện tại. Nếu cũng yêu mến nữ ca sĩ, quý vị khán giả hãy cùng bàn luận với kênh nhé! Đừng quên like, share để ủng hộ biên tập viên của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!